Em chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay ngày 15 tháng 8 bên video thì em có mấy cái cán vợt, mấy cần ISO, mấy cái cần dây trong ấy. Một có hai ba cây cần súp. Lời đầu tiên thì em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác, chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn an khang. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285 để kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Nếu mà các bác kết nối Zalo mà nó bị hạn chế cái phần tương tác thì các bác có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại thì cho em nhé. Rồi giá em báo đây là chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng cần là 40.000 trên một đơn ấy. Em ship code toàn quốc. Cũng rất mong các bác bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của em. Ngày sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã số 1 nữa. Mã 1 đây em có cái cán vợt carbon này. Cái cán vợt carbon này nó dài 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi cái chỗ này thì nó có cái vết vết nhìn nó giống nứt nữa mà không biết nó có phải nứt không ấy, bóp thì không thấy ảnh hưởng gì nhỉ, cho nó có cái vết này đây. Đấy, bóp thì nó không thấy ảnh hưởng gì không ấy, đây. Đấy, bóp thì không thấy ọp ẹp gì cả. Đấy, cái này là cán vợt dài 4 mét rưỡi nhưng mà cái loại cán vợt này là gen của nó 12 thôi nhé, gen của nó 12, nghĩa là nó không vừa với cái vợt của mình đâu, cái vợt của mình nó là gen 10 thì nó vặn vào nó không vừa đâu nhé. Về nếu mà các bác muốn lấy là các bác phải thay con ốc 12 vào cái vợt hoặc là các bác chế lại cái đầu gen này nhé. Đấy, phải làm lại cái đầu gen xuống cái gen 10. Cái carbon xoắn rất là đẹp này. Những cái đầu lóng thì nó có chống nổ ấy. Nhưng mà nó cũng có xước sát nhẹ này. Đây, nó có xước sát nhưng có xước chút này. Nói chung là nó còn tương đối là đẹp đấy. Không 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 đến nỗi xấu đâu. Cái phôi của nó vẫn còn rất là bóng. Phôi nó rất là bóng thôi. Có cái chỗ này thì nó nhìn thì nó như kiểu là bị dạn ấy, nhưng mà bóp thì nó không thấy ảnh hưởng gì cả. Hay là nó lỗi phôi kiểu gì thì không rõ ấy. Cái cây này nó dài 4 mét rưỡi, gốc của nó 31, ngọn cái đầu này của nó 18 này. Đấy, cái chỗ này của nó 18 ấy. Cái này nó có 4 lóng. Cái gốc của nó thì nó quấn dù quấn mây như này, quấn dù này. Đấy, quấn dù, gốc này là quấn mây này. Cái này nó nặng 535 gram. Cây C1 thì có giá 350.000 thôi. 350.000. Tiếp theo mã C2. Mã C2 cũng là một cây cán vợt. Nó cũng dài 4 mét rưỡi thôi, 4 mét rưỡi. Hàng của Bromarine. Bromarine. Cái cây này nó VVD VVD. Tên của nó là cái gì VVD, chả biết nó sản xuất ở đâu. Chả biết là Hàn Quốc hay là Trung Quốc. Cán vợt carbon ấy. Cái này nó còn tương đối là đẹp. Có xước vài chỗ nhẹ nhẹ này. Phôi của nó thì vẫn còn khá bóng ấy. Có xước râm ấy. Cái gen này của nó cũng là gen 12 thôi. Gen này của nó cũng gen 12 này. Đầu gen này, nghĩa là vặn vào cái vợt của mình là nó không vừa. Bác một là phải chế ốc vợt, hai là chế lại đầu gen. Cái này nó cũng có 4 lóng. Ngoại hình của nó thì có xước sát nhẹ. Nó có xước nhẹ. Nhìn nó vẫn còn tương đối đẹp. Cán carbon thôi.
Cái này mã C2, gốc của nó 25. Cái gốc 25 của cái ngọn trên này, ngọn trên này cỡ 15 rồi. Ngọn trên này cỡ khoảng 10 14 15 nhỉ. Đây. Cái này nó nặng 400 g. 400 g cây mã này, cây này mã C2 có giá 400 nghìn với. C2 400 nghìn. Tiếp theo mã C3 này, C3 đây cũng một cây cán vợt này. Đấy, cây cán vợt này, cây nó ghi đây là super carbon như này. Cây này dài 6,3 m. DLX. 6,3 m 6 lóng. Phôi của nó tương đối đẹp luôn. Nó có xước rằm vài chỗ, nhưng mà ngoại hình thì nó cũng còn khá là bóng bẩy này. Đấy, phôi rất bóng. Đây, dài 6,3 m thì em không biết nó dùng để làm nó vật cái gì nữa. Chỗ này có xước sát. Cái chỗ này thì nó sờn sờn này là rút ra rút vào, nó cọ sát nó sờn nữa. Để cái phôi thế này vẫn rất là bóng. Cây này còn khá đẹp. Cán carbon gen 12. Cái này gen 12. Dài 6,30 m. Cái gợn này tem vàng. Cái này gốc của nó gốc 31 rồi, gốc này 31 này, khá to ấy. Ngọn của nó 15. Cái đầu ngọn của nó 15. Cây này thì nó nặng 750 g. Rất nặng. 750 g. Cây này mã C3 có giá 650.000. 650.000. Dài 6,3 m. Không biết là để nó vọt cái gì nữa. Tiếp theo mã C4, C4 đây có cây dây trong, cây cần dây trong đai hoa ấy. Cây này đai hoa dài 3 mét. 3 mét mấy đi? 3 mét 2. 3 mét 2 và 3 mét 3 thì nó quấn rù nó lại lấp mất cái số để em rút ra cụ thể nó dài bao nhiêu. Cây này nó dài 3,3 m. Độ cứng 20. Độ cứng 20, dài 3,3 m. Chỗ này nó cuốn rù. Đây, cuốn rù nó để là cầm ấy. Cầm cho lưỡi trơn. Gốc này nó cũng cuốn rù này. Gốc nó cuốn rù như này. Hàng của Daiwa. Phát Daiwa. Cây này thì hàng sản xuất ở Taiwan, made in Taiwan này. Ở đây cứng 20 dài 3,3 m, trên này nó có in này. Đấy, HXL HXIL made in Taiwan. Đấy, khoen xích này. Đá xích nữa. Gọi là đá ở bên trong vẫn còn đầy đủ ấy, ở bên trong vẫn còn đầy đủ đá. Em kiểm tra ở bên trong, kiểm tra đá bên trong ấy. Cái đá cái sứ này, cái sứ ở bên trong cái gốc lóng này. Đấy, vẫn còn đầy đủ hết. Đầu bù ấy. Đấy. Lóng này thì cái ngọn của nó khá là ngắn này. Đấy. Đấy. Những cái lóng ngọn ngọn của nó thì hai hai tầng rồi ấy. Cái đầu ngọn này nó khá là ngắn, nó dài đủ 3,3 m, không thiếu cm nào đâu ấy. Phôi còn rất đẹp, không có chảy xước gì. Chỗ này thì nó có cũ cũ chút này, xước xước nhẹ nhẹ chút. Đá xích, bát đài hoa. Cây này mã
C4 gốc nó 22, ngọn 2 ly. Nó nặng 205 gram, cái này có giá 400.000. 400.000. Tiếp theo C5. C5 đây có cây hàng của Suzumi này. Thì pen số 2 3,6 m. Đấy, cây này nó như kiểu cái cần súp lở ấy. Cây này dùng cho bác câu ngâm câu lăng xê, nó khá là cứng ấy. Đấy, khoen hãng. Đấy, khoen hãng. Khoen hãng bát hãng luôn. Đấy, Suzumi. Thì cây này không biết là sản xuất này. Cây này sản xuất ở China đấy, Made in China. 3,6 m, cây này nó cứng khoảng tầm 20 ấy. Cũng khoảng tầm 20 đến 25, cũng khoảng 25. 20 thì không không cứng được như này đâu. Khoen tất cả khoen của nó đều là khoen chạy hết này. Tất cả khoen của nó đều là khoen chạy hết, đầu lóng có chống nổ ấy. Đầu lóng có chống nổ này. Nó là khoen chạy nên là đầu lóng của nó sẽ có chống nổ. Cần thì còn đẹp này. Không có chảy xước được thôi. Cái lóng bên dưới này có xước răm nhẹ nhẹ này. Đâu này. Sát, sát sát gốc lóng ấy, để có xước nhẹ này. Để trong quá trình rút ra rút vào ấy. Hàng Suzumi Made in China này. Đấy, đóng rất rõ ràng Made in China. Bát hãng luôn này. Bát hãng, khoen hãng. Cần thì còn tương đối là đẹp. Dài 3,6 m, dùng cho các bác câu ngâm, câu lăng xê. Đấy, cần carbon quá nhé. Cần carbon chứ không phải phíp đâu. Đây. Cây này mã C5, gốc của nó 25, ngọn 2 ly 2. Nó nặng 1, nó nặng 317 gram. Cây này có giá 350.000. C5 350.000. Tiếp theo mã C6. C6 hôm đây có cây gì? Siobrit. Nó ghi là Siobrit. Cây này dài 3,30 m, nó cứng khoảng tầm 25 ấy. Nó cứng khoảng tầm 25, cây cần súp, dài 3,3 m, dùng cho bác câu ngâm, câu lăng xê. Đấy, cái đọt của nó thì màu trắng như này. Bon xoắn. Đấy, cái lóng bên trong của nó còn tương đối đẹp. Cái lóng này thì có xước sát này. Cái này nó bẩn đấy quý, bẩn nên một chưa phải lau này. Đấy. Cái này nếu mà lau đi thì nó còn tương đối là đẹp. Đấy. Cái chỗ này là dạng vết bẩn này. Đấy. Lau đi. Dài 3,3 m, carbon. Phát Fuji, khoen Fuji. Khoen Fuji, khoen cái là gập nhỉ. Dài 3,3 m thì câu lăng xê thì ok. Cây này mã C6, gốc 22, ngọn 2 ly rưỡi. Nó nặng 275 gram. Cây C6 này có giá 500.000. Tiếp theo mã C7. C7 này có cây ISO khoen nhỏ ấy. Cây cần ISO khoen nhỏ, khoen xích thôi. Cái khoen này nó là sứ Agolat rồi, nó cao cấp hơn sứ xám chút mà nó chưa bằng xích được. Cái sứ sứ này là sứ sứ Agolat. ISO khoen nhỏ nó cái cần thì còn khá là đẹp này. Không có chảy xước nhiều ấy. Này. Nó màu đen. Nó màu đen, nó phản cái ánh điện nên nó lóa. Khoen Pat Fuji. Cái lóng này thì có xước này. Cái lóng này có xước rằm.
lóng thứ hai thôi nhé, lóng thứ hai từ gốc lên, xước dăm, xước dăm dăm nhé, không không cày vào phôi đâu nhé, xước dạng kiểu xước lông mèo, khoen pad Fuji này, pad này pad Fuji FS6, cây này là hàng Post Bay, Post Bay, chỗ này dính keo rồi, dính keo, cái này cũng chưa cả lau được, chưa cả lau được cái keo đi, dính keo. Cây này đọt số 1 dài 5m4, đọt 1 dài 5m4, đọt 1 thì đọt khá là bé, nếu mà so với, nếu mà hạ cần tay thì cây này nó chỉ cứng được khoảng tầm 2H, hạ cần tay cái này nó cứng khoảng tầm 2H đến 2H 2H rưỡi gì. Đọt khá là bé. Cái này mã C7, gốc của nó 22 này, ngọn 1 ly. Nó nặng 220 g. Cái này mã C7 có giá 440 nghìn thôi. 440 nghìn. Tiếp theo mã C8. C8 đây có cây gì đây? Spalap. Cây này cứng 30 dài 2m1. Cứng 30 dài 2m1, cây này các bác có thể mang, có thể lùa được luôn đấy. Cây này nếu mà lùa là cũng lùa tạm được. Nó khá là cứng đấy thôi. Nhưng mà so với cần lùa thì nó cứng tầm cỡ M. Nó cứng cỡ tầm M của cần lùa. Nó dài 2m1 này, các bác có thể để nếu mà mua về câu chơi chơi thì có thể bí bí là mang đi lùa được luôn. Cần rất là nhỏ nhẹ nhé. Bát này, bát là gì đây? Hè hút 6B. Khoen hãng, khoen xích hãng, khoen này là khoen xích hãng, cần thì còn khá đẹp, không có chảy xước gì nữa, cần carbon rất đẹp luôn, rất đẹp, không có chảy xước gì cả, cái chỗ này xước chút thôi, bên ngoài này, chỗ này dạng kiểu nó vận chuyển nó cứ vứt vào đống, nó chẳng bọc nước gì cả. Nó quấn là nó có gửi về. Cái này mã C8 này, gốc 19, ngọn của nó 2 ly, à ngọn của nó 1,5 ly. Ngọn 1,5 ly. Nó nặng 100 g nữa. Cây này có giá 260 nghìn. 260 nghìn, cây cần carbon này, phôi của nó xoắn rất là đẹp này. Bán rẻ như cần phíp thôi. Cứng 30 dài 21. 260.000. Tiếp theo mã C9. C9 đây cũng có cây Holiday. Holiday Lightcap. Shimano ấy. Cây này sản xuất ở Indonesia này. Made in Indonesia. Cây này dài 2m50 HXT. Cây này nó cứng khoảng tầm 20 thôi. Cứng khoảng tầm 20 dùng cho các bác câu ngâm, câu lăng xê. Cây này mang đi câu lăng xê là ok này, hoặc là các bác câu ao nhà, câu chơi chơi. Rất là cứng luôn này. Cứng. Đấy, nó rất cứng luôn các bác. Phôi của nó thì nói chung là nó có chảy xước đâu ấy, có chảy xước này. Khoen của nó thì khoen chạy. Có chảy xước. Chỗ này có xước này. Chỗ này xước sơn nữa. Cái chỗ cái khoen chạy này, này. Đúng cái chỗ cái khoen này luôn. Chắc nó chạy ra chạy vào nhiều. Nó chảy sơn này. Đây, đây cái chỗ cái khoen này nữa này. Đây. Chỗ cái khoen này chảy sơn này. Rất cứng luôn, cần
Này, các bác câu ngâm, câu lăng xê, câu ao rất là ok luôn. Hàng Shimano Pat Fuji FS6. Khoen Fuji. Khoen Fuji, khoen Pat Fuji. Cây này mã C9, gốc 21. Gốc 21 là chỗ này các bác nhé. Còn cái trên chỗ này là to hơn này, chỗ tay cầm này là to hơn nhé. Ngọn 2 ly, nó nặng 185 gram. Cây này mã C9 có giá 400.000 nữa. 400.000. Thực ra những cái cây này các bác nếu mà kiểu như là mình mua về mình câu chơi chơi thì các bác có thể câu ngâm câu nghiếc cũng được, mà bí thì cũng có thể mang lua cũng được luôn đấy. Cây này nó rất là cứng luôn. Cây này so với cần lua thì nó cứng cỡ MH. Cây này so cần lua thì nó cứng cỡ MH đấy ạ. Nó dài 2,5 m, 2,5 m thì lua ok. Cái này mã C9 400.000. Tiếp theo mã C10. C10 hôm nay có cây Daiwa. Cây Daiwa này đọt đọt số 1 dài 3,6 m, ISO khoen nhỏ. ISO khoen nhỏ. Khoen của nó ok đấy, khoen ok. Cây này thì thân cần nhỏ, cần rất là nhỏ và nhẹ, hàng made in Japan, cần ISO made in Japan, đọt 1 dài 3,6 m, đọt rất mảnh luôn, đọt tháp ấy, đọt tháp nửa đặc nửa rỗng, tháp bên dưới đoạn rỗng dưới xoắn, có bòn xoắn rất là đẹp luôn. Nó không thấy có chảy xước rồi, có chỗ cái khoen chạy này hơi hơi chảy này, cái khoen chạy chạy này ấy hơi chảy đấy. Cái, mình chỉ thấy nó chảy mỗi chỗ cái khoen chạy này. Cái cây này nó zoom được luôn các bác nhé, cây này nó zoom 3,6 m, nó zoom còn hẳn 2,9 m này, zoom nhé. Đây cái đầu này nó rất khít luôn này. Đấy. Ấn ấn mạnh nó mới vào này. Nó rất là khít này. Cái này nó zoom được nhé. Đấy. Có nghĩa là nó zoom 2,9 m là các bác câu từ đoạn này đi này. Đấy. Để nguyên cái đoạn trong này nhé. Đấy. Để nguyên cái này không có rút ra, câu dài là 3,6 m. Cái chỗ này nó phình to ra này, nó khít và đóng rồi nhé. Đấy. Cái chuôi của nó cũng có cái đây, cái hãm 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 lóng ấy. Đấy. Đấy. Cái hãm lóng zoom 3,6 m, zoom 2,9 m, nó không ghi zoom ở đây nhưng mà cây này là nó zoom được này. Hàng made in Japan, đọt 1 dài 3,60 m, khoen Pat Fuji, hàng của Daiwa. Cây này mã C10, gốc 21, ngọn 1 ly, nặng 117 gram. Cây này có giá 750.000. Tiếp theo mã C11. C11 đây có cây Nissin nữa. Đây, hàng Nissin Esquire, Super Esquire này, RX, ISO, ghi đây HD, đọt 1,5, dài 5,3 m, Pat Fuji, Pat Fuji NS6, dàn khoen Fuji thôi nhé, dàn khoen Fuji xứ xám, khoen Fuji. Cây này lóng trong nó còn rất là đẹp này, rất bóng này, đẹp luôn, không có chảy xước gì luôn này. Cái dòng Nissin này thì các bác dùng, nếu mà bác nào dùng quen Nissin rồi thì biết cái chất lượng của Nissin. Hàng Nissin này nó rất là ok luôn, kể cả từ cần tay gần nhất.
phôi rất đẹp, không hề có chảy xước những cái lóng trong này đâu. Đấy, đọt tháp thôi, à đâu đọt này, đọt rỗng xoắn lên đến tận ngọn luôn này. Đấy, xoắn lên tận ngọn luôn. Thế bên ngoài thì nó có hơi xước nhẹ chút, cái xước này là do nó kiểu nó vận chuyển thôi, chứ thực ra cây này nếu mà để thì nó vẫn còn đẹp. Cái này do bọn nó vứt hàng lô, nó vứt vào đống. Đấy, cần rất là đẹp luôn. Bên trong, bên ngoài có xước phải phải lông mèo ấy. Nissin Esquire đọt 1.5. Như đọt 1.5 này thì các bác nếu mà hạ tay thì nó cứng được khoảng tầm 3H thôi. Như cây này nếu mà hạ tay, hạ cần tay thì nó cứng khoảng tầm 3H. Nissin. Cây này mã C11, gốc của nó 24, ngọn 1,1 ly. Nó nặng 219 gram. Cây này có giá 800 nghìn. Mã C11 800 nghìn. Tiếp theo mã C12. C12 hôm nay có cây Hyperloop. Hàng của Shimano ấy nhé. Shimano Hyperloop. Cái này là loại Hyperloop này là khi bọn Shimano nó mua lại thương hiệu của nó FT này, là nó có cái hàng Hyperloop này. Hyperloop. Cây này hàng sản xuất ở Indonesia này, đọt số 2 dài 5m4. Đọt 2 dài 5m4 cần còn rất là đẹp luôn. Cần rất đẹp luôn, Shimano. Pat Fuji. Không này có chảy xước gì. Đấy, chỗ này xước nhẹ chút này. Đấy, chỗ này. Rồi xước nhẹ chút, lóng bên trong đẹp này. Lóng bên trong thì đẹp đấy, không có chảy xước gì. Đấy, xoắn rất là đẹp luôn này. Đấy, phôi Hyperloop với lại Powerloop là nó xoắn kiểu này. Đấy, rất đẹp luôn. Lóng trên này thì nó xoắn vòng thôi, lóng trên này nó xoắn vòng nhỏ hơn. Cái bên dưới này nó cũng xoắn vòng nhưng mà xoắn vòng rất là lớn đấy. Cái này nó xoắn dạng kiểu xoắn xoắn kép ấy. Cả vòng nhỏ và vòng to. Đấy, cái vòng này cái gân to này nổi lên trên, còn cái gân bé thì chìm ở dưới. Còn trên này nó xoắn vòng này. Đấy, rất đẹp. Đấy, ngọn nó cũng xoắn lên đến tận đọt luôn. Tận tận đầu đầu bu luôn này. Đấy, cần rất đẹp luôn. Đấy, quen Pat Fuji. Pat Fuji. Quen Fuji. Nó chỉ xước mỗi chút xíu đây nhé. Đấy, xước chút xíu đây. Cây này mã C12. Gốc của nó 23, ngọn 1,5 ly. Nó nặng 210 gram ấy. Cây này có giá 1,2 triệu. Mã C13 này có giá à, C12 ấy, có giá 1,3 triệu. Đọt số 2 dài 5m4. Tiếp theo mã C13. C13 em đây có cây Daiwa này, Daiwa Liberty Club. Cây này đọt số 3 dài 5m3. Hàng made in Việt Nam ấy. Made in Việt Nam. Daiwa sản xuất tại Việt Nam. Cây này đời khá là cao rồi. Nhưng mà nó pass thì pass Fuji FS7. Dàn khoen Fuji sứ xám ấy. À, cái sứ này là sứ Agolat, không 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 phải là sứ xám thông thường. Không phải cái loại sứ xám cũ cũ đời cũ kia đâu. Cái loại này nó chỉ thua mỗi xích thôi. Cần thì rất đẹp. Đấy, cái lóng trên này đẹp này. Xoắn nổi gân này.
cái cần đẹp ấy, không có chảy xước gì ấy. Cái lóng này thì có vài vết xước răm răm lông mèo rất là nhẹ này. Chút xíu đấy. Một chút xíu trên chỗ này thôi đấy, có vài vết xước nhẹ nhẹ trên chỗ này. Nói chung là hàng qua sử dụng thì nó khó tránh khỏi xước, nhưng mà những cái cây như thế này nó còn rất là đẹp, nó đổ bãi mà nó còn rất là đẹp. Cây này mã C13 thôi. C13 cây này gốc của nó 23 này, ngọn 1,6 ly, nó nặng 280 g. C13 này có giá 960.000. 960.000. Tiếp theo mã C14. C14 đây có cây Daiwa. Daiwa cây này ghi đây là Cross Carbon. Cây này hàng made in Korea ấy. Made in Korea, cây này xoắn X2 da này. Cây này xoắn X2 da nổi gân ấy. Cây này đọt số 1 dài 3,6 m. Đọt 1 dài 3,6 m. Đây cái cây này là cái thằng chủ bên kia nó sử dụng, nó quấn cái chỗ này vào, nó như kiểu cái chỗ này nó dạng nó kiểu nó quấn băng dính như các bạn. Đây này. Cái băng dính nhưng mà dạng kiểu băng dính mặt nhôm ấy. Để chỗ này nó ấn vào đây cho nó khít vào cái lóng này, như kiểu nó muốn để nó zoom hay sao, nó làm cái gì này. Nó để cho nó có thể giữ ở đây luôn này. Đấy, ba lóng này nhé. Ba lóng này nó quấn gọi là khít vào cái lóng bé này, nó quấn khít vào cái lóng to luôn này. Đấy, rút vào. Nó như kiểu là nó muốn làm, nó để nó zoom. Các bác không thích thì các bác có thể tháo ra. Cái này bu xích nữa. Đấy, bu này là bu xích này. Khoen thì khoen sứ xám. Cây này là đọt đặc thôi. Đấy, cây này đọt đặc, đọt rất là cứng luôn. Đấy, đọt số 1 nhưng mà rất là cứng vào này. Bắt đầu từ cái lóng này của nó đi xoắn X thôi. Lóng trên này xoắn vòng này. Lóng dưới này xoắn X. Đấy, đọt 1 dài 3,6 m, nhưng cây này thì nó khá là nảy luôn ấy, bởi vì cái đọt của nó đặc. Bù xích quen của nó thì không nứt nước gì đâu nhé, không nứt vỡ gì đâu nhé. Cái chỗ đầu này nó sơn này, cái đầu bù này nó sơn rồi đây. Đấy, Pat Fuji này. Hàng sản xuất ở Hàn Quốc, xoắn X2 da. Cây này mã C13A các bác nhé. Cây này là cây C13A, gốc của nó 22, ngọn 0,8 ly. Đấy, ngọn 0,8, nó nặng 140 g. Đấy, cây này có giá 600.000. 600.000. Xoắn rất đẹp. Tiếp theo là mã C14. C14 đây có cây Daiwa Carbon Whisker này. Cái gì đây? Dry Power. Carbon Whisker ấy, xoắn X. Cây này thì Pat Daiwa này. Đài qua
bát dạng kiểu bát CNC. Chỗ này nó có xước, gốc này có xước thôi, chỗ này có xước, xước răm. Trên này nó cũng có xước nhẹ, trên này nó có xước răm ấy. Quen Fuji xích, dàn quen Fuji xích. Quen của nó vẫn còn ok hết. Nó xoắn lên đến tận đầu bu luôn này. Đấy, ngọn xoắn lồ đầu bu luôn. Đấy, nó bắt đầu từ cái lóng này trở xuống luôn nhé. Nghĩa là hai cái lóng trên ngọn thì nó xoắn vòng. Lóng thứ ba này từ ngọn xuống là nó xoắn ích. Đấy, rất là đẹp. Cái lóng này nó có xước nhẹ ấy, gọi là xước răm răm này. Xước răm răm rất là nhẹ luôn ấy. Không không xước không có vết nào xước sâu, không có vết nào gọi là xước đáng chú ý luôn. Xước rất nhẹ luôn. Cười phẩy lông mèo. Cây đọt 1. Cây này thì mã C14, gốc của nó 26. Ngọn của nó, cái gốc này nó bẹt thôi nhé, gốc này nó bẹt. Thế cái chiều to này là 26 này, còn cái chiều bẹt này thì không đến. Gốc này nó nguyên bản là nó bẹt đấy, không phải là nó bị lỗi, mà không phải là nó bị bẹp đâu, mà là nó làm bẹp 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 như thế. Ngọn 1 ly nó nặng 230 gram. Cây này mã C14 có giá 1.050.000. 1.050.000. Tiếp theo mã C15. C15 cây Olympic. Cái này hàng của Olympic. Cái này là cây Spiranic. Olympic này. Spiranic. Spiran SS này. Sear Hunter cứng 80 dài 3 mét thôi. Cứng 80 dài 3 mét, ISO khoen lớn. ISO khoen lớn, những cây này thì các bác có thể dùng đánh lăng xê. Ok luôn ấy. Nó rất là cứng luôn. Nó phải cứng tầm ngang với 3, nó phải cứng ngang với 27 đến 30 cần súp. Dàn khoen của nó ok quá nhé, dàn khoen ok này, đọt tiếp ok nhé. Khoen Pat Fuji, đọt của nó màu trắng như này, đọt màu trắng rất đẹp. Đấy, cái lóng bên dưới của nó còn đẹp này, không có chảy xước này. Đấy, có chỗ này nó dính tí keo ấy, chỗ này nó dính keo này. Như kiểu là lòng, như kiểu lòng khoen lòng kiếc thì nó mang nó nhỏ keo ấy, xong chắc nó bị chảy ra lên này. Nó chảy từ chỗ khoen này chảy ra này. Chảy ra tận đây. Cái keo này dạng kiểu kiểu keo 502 ấy. Em lấy móng tay em cạo nhưng mà nó không đi. Mình cạo bằng cái cứng thì sợ nó chảy, nó kệ nó, này, nó dính keo ấy. Chứ nó không có chảy xước gì đâu này. Đấy, phôi rất đẹp, không chảy xước gì luôn. Gốc của nó. Gốc của nó. Vặn là ok đấy. Pat Fuji FPS 22. Japan Pat. Cây này thì thu gọn vào thì nó cũng khá là gọn, thu vào 80 thôi. Cây này thu gọn 80. Chưa đến 80, 70 thôi. Cây này thu vào có 70 thôi. ISO dạng ISO khoen lớn nhưng mà dùng các bác đánh bạo lực. Nó cứng 80, dài 3 mét. Cái này các bác đánh lăng xê hoặc là câu ngâm câu nghiếc thì ok hết, rất là cứng luôn. Găm
gốc của nó 22, ngọn 2 ly 2, nó nặng 280 g. Mã C15 này có giá 800.000 ấy. C15 này có giá 800.000. Tiếp theo là mã C16. C16 đây có cây hàng của Daiko. Cây Daiko keo la. Keo la ring. Hàng của Daiko ấy. Hàng nội địa Nhật ấy. Sát Fuji FS7. Quen Fuji 6. Dàn quen Fuji 6 ok ấy. Fuji 6 đẹp luôn. Cái phôi của nó đây. Vì nó bóng quá nên nó phản cái ánh điện nó còn bị lóa. Xoắn rất là đẹp luôn. Cứ giữa lóng thì nó lại có một cái đoạn nổi gân lên như này, dạng như kiểu nó tạo kiểu cái cây cần. Cần thì rất là đẹp, nhưng không thấy có chảy xước gì cả. Đấy, rất đẹp. Đấy, cái ngọn của nó thì màu đen như này. Dàn khoen Fuji 6. Daiko. Nhìn nó rất là hay đấy. Quang nhìn cái ánh điện nó lóa mà như này nó hơi khó nhìn, nhưng thực ra nhìn bên ngoài nó đẹp lắm. Cái này thì thông số của nó đây. Nó đọt của nó là 1.5. Đấy, đọt số 1.5 này, dài 6,3 m. Dài 6,3 m. Nặng 285 g. Thu gọn vào 1,15 m. 6 lóng. Ngọn 1 mm, gốc của nó 23,8. Độ cứng của nó từ 2 đến 4. Độ tải của nó thì từ 1 đến 4. Sản xuất tại Nhật thôi. Sản xuất tại Nhật này, hàm lượng carbon của nó 98% này. Còn cái gì 1% đây, cái gì đây 1% nữa thì không rành lắm. Cái này giá niêm yết của nó 43.100 yên. 43.100 yên thì nó cỡ tầm khoảng độ 8 triệu rưỡi gì thôi. Nó khoảng tầm 8 triệu rưỡi tiền Việt lúc mới. Cái cây này mã C10, cái này mã C16. C16 này có giá 1 triệu rưỡi thôi. Cây C16 này có giá 1 triệu rưỡi. Mình cho các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Tiếp theo mã C17. C17 mới có cây cần dây trong. Đây Shimano. Shimano Chiton XL. Chiton XL, cái này cứng 50, dài 3,6 m. Cái chỗ này thì nó bị oxy hóa, nó sứt cái vòng nhôm ra rồi. Nó có một cái vòng nhôm này, nó bị oxy hóa, nó sứt miếng này dài. Cái gốc của nó thì nó cũng bị oxy hóa này. Đấy, nó dạn này thôi. Đấy. Nó dạn là cái nhôm ở cái gốc này. Đấy, cái nắp
nắp đít thì vẫn vặn ra bình thường ý. Cái nắp này vẫn vặn ra bình thường. Kiểm tra cái này luôn. Không không có vặn được nó ra đâu. À đây. Sứ của nó vẫn còn ok đấy. Sứ của nó vẫn còn ok luôn. Phôi rất là dày luôn. Đấy, phôi cần dây trong dày như này. Cái này nó cứng 50. Cứng 50, dài 3,6 m. Chỉ tôn Pat Fuji. Đá khoen xích thôi. Khoen đá xích. Thì chỗ này nó có cái chỗ để mình nhìn. Cái chỗ này là như dạng như kiểu kính mica. Nó nhìn xuyên được vào trong. Bu xích. Bu xích. Cái này phôi của nó còn đẹp lắm. Đầu lóng có chống nổ luôn. Đấy, phôi của nó đẹp bên trong mà không có chảy xước gì. Đấy, phôi của nó không có thấy có chảy xước gì bên trong luôn. Ở bên ngoài nó không có chảy xước gì. Đấy, bên ngoài này nó không có chảy xước gì. Đấy, nó chỉ bị lỗi mỗi một cái là nó bị oxy hóa, nó sứt miếng chỗ này. Rồi cái chỗ cái vòng nhôm ở dưới gốc này nó bị sứt ra này. Đấy, nó dạn này. Cây này thì gốc của nó 22, ngọn của nó 2 ly 7. Gốc 22, ngọn 2 ly 7 này, nó nặng 295 gram. Mã C17 này có giá 750.000. 750.000 chỉ tôn. Tiếp theo là cũng một cây dây trong nữa. Dây trong này hàng của Daiwa. Daiwa Interline XL. Cây này dài 3,30 m ấy. 3,30 m, màu trắng này. Đấy, trắng ngọc trai. À quên, trắng ngọc trinh. Rất là đẹp luôn, không thấy có vết xước nào cả. Chỗ này nó bẩn luôn. Made in Japan. Made in Japan. Dài 3,30 m. Cần rất là đẹp. Đồ bu đấy, bu xích thôi. Đá xích. Khoen của nó đá đá xích. Sứ sứ xích. Cái lóng này của nó xoắn ích này. Đấy, cái lóng thứ hai này thôi. Đấy, lóng nó thòi ra cái lóng này xoắn ích này. Đấy. Bát Daiwa này, bát Daiwa này, bát CNC cao cấp này, Spencer. Sensor tua set Spencer cái gì gì này. Này. Cây này rất là đẹp đấy, dài 3,30 m. Cây này thì nó dạng kiểu ISO các bạn, kiểu ISO dây trong. Ấy. Cái độ cứng của nó thì tầm khoảng độ ngang với đọt số 2 của cần khoen ngoài ấy. Nó khá là mềm. Cây này mã C18. Gốc của nó 23, cái gốc này 23 này, chỗ này. Ngọn của nó 3 ly, nó nặng 205 g.
Cây C18 này có giá 750.000. C18 thì 750.000. Xuống dây trong. Tiếp theo mã C19. C19 đây có cây cần súp. Cây này là cây Holiday Spin 405 EXT này. 405 EXT, cây này thì hàng sản xuất ở China. Hàng của Shimano nhé, Shimano Made in China này. 405 EXT, nhưng cây này rút ra nó rất là cứng luôn. Cây này em thấy nó cứng ngang với cái cây, nếu mà mang ra hai cái cây ra ra test với nhau thì nó em thấy nó cứng ngang với cây 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 cần T33, à quên, T30. Cái cây Daiwa T30, Daiwa Cutter T30. Hai cây này nó, cái cây này với cây đấy nó cứng ngang nhau luôn. Rút ra rất cứng. Cái cây này dùng cho bác đánh lục đầu cần thì rất là ok. Nó EXT nhưng mà nó không mềm một chút nào đâu nhé. Không mềm, không nhão cần một chút nào đâu. Cây này còn rất mới. Những cây này các bác đánh lục đầu cần thì rất là ok luôn. Pat Fuji. Phôi của nó đây. Xoắn. Nó made in China thôi nhưng mà nó là hàng hãng thôi nhé. Cần rất cứng luôn, rất cứng, cần còn rất đẹp. Cây này mã C19, gốc của nó 25, ngọn 2 ly 6. Nó nặng 395 gram. Gốc 25 là ở cái chỗ này thôi nhé. Còn cái tay cầm này nó sẽ to hơn này. Cái tay cầm bằng nhựa này này, nó sẽ to hơn. Cái này mã C19 có giá 1 triệu tư ấy. C19 thì có giá 1 triệu tư. Chỗ này nó bẩn, dính keo. Tiếp theo mã C20 này. C20 đây có một cây nó dạng kiểu cần ISO nhưng mà dùng cho các bác câu biển. Mà cái này dạng không biết là nó câu cái gì luôn. Cái dàn khoen nó đây cơ, dàn khoen này. Đấy, đầu bu thì bu lồng này ấy, bu lồng, dàn khoen phui xích, khoen của nó này. Đây, khoen này. Đấy, khoen chạy của nó này. Cây này em nghĩ nó đánh máy ngang như máy đứng thì đánh kiểu gì, khoen bé tí xíu, còn không 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 vừa ngón tay út luôn nhé, cái lỗ này nó không đút vừa ngón tay út luôn. Này chắc cùng mấy ngang nhưng mấy đứng thì câu kiểu gì cần đấy. Thấy dàn khoen của nó nhìn rất là hầm hố luôn. Khoen phui xích. Bù thì nó cái bù lòng như này. Cây này của Daiko. Phổi nó rất là đẹp. Mũi trên cái lóng ngọn này nó có 2 4 6 khoen cả bù. Mỗi cái lóng ngọn không 6 khoen cả bù cái lóng ngọn. Cần rất là đẹp luôn này, xoắn này. Quen chạy rồi. Đấy, phôi rất đẹp nhé, không hề có chảy xước gì đâu này. Đấy, không có thấy có vết chảy nào luôn.
Đây, nó cuốn chỉ vàng với các kiểu. Đài cổ. Cái này nó dài bao nhiêu nhỉ? Úi giời. Sao chả thấy nó ghi dài bao nhiêu đây nhỉ? Cái này không dịch được ra luôn được. Hình như nó là 5 mét. Nó là 5 mét 3 ấy. Cái này như nó 5 mét 3, 5 mét 4 gì đấy. Nhưng mà nó thu gọn vào. Cái cây này tôi thu gọn vào 1 mét 55. Cây này nó thu vào như này là 1 mét 55 ấy. Cái đầu nó nhìn rất là hầm hố luôn. Bát nó đấy, bát vặn. Bát inox vặn. Này cái gốc của nó đây. Nó vẫn còn túi bóng rồi quý. Đây, đây nó vẫn còn bọc dây bóng rồi. Chưa hề tháo cái dây bóng ở cái gốc này luôn. Khuy ghế của nó còn đầy đủ này. Cây này mã C20. Gốc của nó 30 quá nhá, gốc này 30 này. Gốc chỗ tay cầm này 30. Ngọn của nó 1 ly 5. Ngọn 1,5 ly. Cây này nặng 880 g thôi. Nó nặng 880 g. Đấy, không biết là các bác cái này nó cầu vào cái mục đích gì. Chồng các bác vừa chơi vừa sưu tầm. Nói chung là hàng này nó nọn hiếm đấy các bạn. Nhưng không phải có nhiều đâu. Cây này mã C20. Cây này có giá 1 triệu 7 thôi. 1 triệu 7, cây này nó còn túi ấy. Túi của nó bỏ kìa. Túi mà không không có hộp, có mỗi túi không. Nặng thôi rồi, 880 g. Trên đây em có 20 cây cần nữa chứ. À 21 cây. 21 cây cần. Thì các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Trước khi kết thúc video thì một lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác. Em chào toàn thể các bác.